Thống kê của Cục An toàn Thực phẩm cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2018, cả nước có 91 vụ ngộ độc, khiến hơn 2.700 người phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong. Ngộ độc rượu cấp chỉ chiếm 1-2% số vụ ngộ độc thực phẩm mỗi năm, nhưng số người chết do rượu lại chiếm đến 70%. Nhiều ca nghiêm trọng đã xảy ra trong năm, như vụ 3 người chết tại Nghệ An do uống rượu ngâm rễ cây, không rõ loại, vào tháng 3 năm 2018. Cùng thời điểm đó xảy ra vụ 4 người chết tại Quảng Nam sau khi uống rượu từ lò tự nấu. Vào tháng 9 năm 2018, tại Nghệ An tiếp tục có một ca tử vong vì uống rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc. Theo Cục An toàn Thực phẩm, qua phân tích từ các vụ ngộ độc rượu cho thấy, rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc. Tiếp đến là rượu ngâm cỏ cây rừng độc, rượu ngâm củ ấu, rượu ngâm từ động vật. Nguy hiểm hơn, để tăng độ đậm của rượu, nhiều người còn tự ý pha lượng nhỏ cồn công nghiệp dùng để sản xuất ép xăng, khiến hàm lượng methanol trong rượu tăng cao lên, khiến nhiều người dẫn đến ngộ độc. Loại cồn ép xăng này bị pháp luật nghiêm cấm vì nguy hiểm đến tính mạng của con người. Theo các chuyên gia y tế, độc tính của methanol tác động chủ yếu lên thần kinh. Nếu để lâu, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng tím tái, hôn mê, co giật, rối loạn, điện giải, tụt huyết áp, thậm chí tử vong. Trường hợp được cứu sống, bệnh nhân cũng có nhiều di chứng về thần kinh. Theo thống kê, các ca ngộ độc rượu từ tháng 2 đến tháng 4 trùng vào thời điểm diễn ra Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội nên tăng vọt từ 40 đến 50% so với các thời điểm khác. Không chỉ để lại hậu quả nặng nề cướp đi tính mạng của người uống, mà rượu còn là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông, đánh nhau, giết người, hiếp dâm và trên 60 loại bệnh khác nhau. Hãy để chén rượu là một nét đẹp ngày xuân, chứ không phải là nguyên nhân khiến tính mạng của bản thân rơi vào bàn tay của tử thần.